Đây là hóa đơn mua vào số 133 với nội dung là mua xe tải. Hai xe tải này thì phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa. Và giá trị của các xe tải này thì trên 30 triệu. Do đó, đây là hóa đơn về tài sản cố định. Đi kèm với hóa đơn mua xe tải là các hợp đồng mua bán và bàn giao đi kèm. Để chứng minh bộ chứng từ của chúng ta là hợp lý. Khi mua tài sản cố định thì sẽ làm tăng tài sản, tăng thuế và tăng công nợ. Do đó, nghiệp vụ hạch toán sẽ là nợ cho tài khoản 21113 theo thông tư 133 hoặc 2113 theo thông tư 200, nợ tài khoản 133 và có 331. Các bạn sẽ thao tác trên phần mềm Bisa như sau. Chúng ta vào phân hệ mua hàng, chọn chứng từ mua hàng hóa, chọn 2 mua hàng trong nước không qua kho, tích vào chưa thanh toán. Trong tab chứng từ ghi nợ nhà cung cấp, các bạn tìm là Phương Linh. Chưa có tôi nhân dấu cộng để thêm. Mã số thuế 01068347 03. Nhấn lấy thông tin và nhấn cất. Diễn giải các bạn ghi là mua mới xe tải. Ngày hạch toán, ngày chứng từ, ngày mùng 9 tháng 1. Xuống phần hàng tiền, chưa có mã xe tải, tôi nhấn dấu cộng để thêm. Mã là tài sản. Xe tải Hyundai EX8, tôi điền là xe tải, mã EX8. Tên là xe tải Hyundai. Tính chất chọn chỉ là diễn giải, nhấn cất. Nợ tài khoản 21113. Phương tiện vận tải truyền dẫn, số lượng là 1, đơn giá là 630 triệu. Tiếp theo, tôi nhấn dấu cộng để thêm. Tài sản thứ hai là xe tải Hyundai N250. Tên là xe tải Hyundai N250. Tính chất chọn chỉ là diễn giải, nhấn cất. Số lượng là 1, đơn giá là 489 triệu. Sau phần thuế, các bạn chọn thuế giá trị gia tăng 10%. Kiểm tra tiền hàng tiền thuế tổng thanh toán 1.230.900.000. Đúng với lại ở trên hóa đơn thì các bạn nhấn cất. Các bạn nhớ sang phần hóa đơn điền số hóa đơn là số 133. Các bạn nhấn cất để hoàn thành bước hạch toán thứ nhất. Bước hạch toán thứ hai là chúng ta vào tài sản cố định, chọn ghi tăng. Số chứng từ ghi tăng các bạn để phần mềm tự động cập nhật. Ngày ghi tăng bắt đầu là ngày mùng 9 tháng 1. Mã tài sản thứ nhất là tài sản xe tải EX8. Tên là xe tải Hyundai EX8. Loại là phương tiện vận tải truyền dẫn. Đơn vị sử dụng là bộ phận điều xe. Thông tin khấu hao chúng ta điền nguyên giá là 630 triệu vào. Và thời gian sử dụng là tháng. Theo như giáo trình, thời gian sử dụng là 84 tháng. Còn trên thực tế, các bạn căn cứ vào phụ lục 1 thông tư 45/2013 thông tư của Bộ Tài chính để đưa ra thời gian sử dụng cho phù hợp. Thiết lập phân bổ dùng cho bộ phận điều xe. Theo thông tư 133, các bạn chọn là 154 và khoản mục chi phí là sản xuất chung khấu hao. Còn theo thông tư 200 thì tài khoản chi phí là 6274 và không cần phải chọn khoản mục chi phí. Nguồn gốc hình thành các bạn nhấn chọn chứng từ. Chọn kỳ các bạn cần xem, nhấn lấy dữ liệu. Ở đây chúng ta đang ghi tăng xe tải giá trị 630 triệu nên tôi chọn dòng có giá trị 630 triệu, nhấn đồng ý. Tập hợp đầy đủ chứng từ rồi, kiểm tra thông tin đúng rồi thì các bạn sẽ nhấn ghi tăng. Phần mềm cập nhật tài sản các bạn vừa ghi tăng trong phân hệ tài sản cố định, sổ tài sản hoặc là trong phần tab ghi tăng. Chọn kỳ các bạn cần xem, nhấn lấy dữ liệu. Nếu như ghi tăng bị sai, các bạn click mở chứng từ ra, nhấn sửa lại thông tin. Sửa xong các bạn nhấn cất. Tiếp theo là đến ghi tăng tài sản thứ hai. Các bạn vào ghi tăng. Và cũng ngày mùng 9 tháng 1. Nhưng lúc này tài sản là xe tải N250. Tên tài sản là xe tải Hyundai N250. Đơn vị sử dụng là bộ phận điều xe. Loại tài sản là phương tiện vận tải truyền dẫn.
Nguyên giá 489 triệu. Thời gian sử dụng là tháng. Theo như giáo trình thì ở đây là thời gian sử dụng là 72 tháng. Sau phần thiết lập phân bổ dùng cho bộ phận điều xe nên tài khoản chi phí 154. Khoản mục chi phí là sản xuất chung, khấu hao. Sau phần nguồn gốc hình thành, các bạn nhấn chọn chứng từ, chọn kỳ. Các bạn cần lấy dữ liệu và nhấn lấy dữ liệu. Ở đây chúng ta chọn dòng có số tiền là 489 triệu bằng đúng với lại nguyên giá của tài sản bên phần thông tin khấu hao. Tập hợp đầy đủ chứng từ rồi thì các bạn nhấn ghi tăng. Xe Hyundai N250 khi đăng ký thì có biển kiểm soát là 29C03423. Do đó chúng ta cũng có thể ký hiệu mã tài sản là biển kiểm soát 29C03423. Gạch ngang xe tải N250. Các bạn nhấn cất. Xe tải Hyundai EX8 khi đăng ký có biển kiểm soát 29C05835. Tôi sẽ ký hiệu biển kiểm soát 29C gạch ngang 05835 xe tải EX8. Tôi nhấn cất. Như vậy để chúng ta dễ phân biệt được xe tải loại nào có biển kiểm soát là bao nhiêu. Sau khi hạch toán xong mua hàng không qua kho và ghi tăng thì cuối kỳ các bạn sẽ tính khấu hao. Bước tính khấu hao tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn ở video sau. Trong trường hợp các bạn ở ghi tăng nhưng mà bị thừa thì các bạn đặt con chuột vào tài sản bị thừa và nhấn xóa là được. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về hạch toán hóa đơn mua vào với nội dung là mua mới tài sản cố định trên phần mềm Misa. Chúc các bạn học tốt!